Xin chào các bác đã đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay mình có mẫu xe đạp đua Czech Emonda 5, một dòng xe mang cái thương hiệu mà nhắc đến sự đẳng cấp trong dòng xe đạp thể thao thì chắc chắn là không thể không nhắc đến thương hiệu Czech rồi, một thương hiệu của Mỹ và đã có một cái bề dày lịch sử rất là lâu đời, hơn 100 năm sản xuất xe đạp và cũng là một cái thương hiệu xe đạp đắt đỏ trên thế giới. Thì hôm nay mình về một chiếc xe Czech Emonda tông màu trắng cực kỳ đẹp, nổi bật. Và được sử dụng một bộ set group của Shimano 105, full một set group 11 tầng lip và 2 tầng đĩa. Và được sử dụng thêm cặp vành carbon cao bản, cặp vành Cotello các bác nhé. Đàn đũa các bác có thể nhìn lên, đằng sau là 3 tăm song song, đằng trước là đàn tăm thưa, cực kỳ đẹp. Tông màu trắng các bác nhé, một cái tông màu mà được rất nhiều khách hàng tại thị trường Việt Nam rất là thích cái tông màu này. Đấy, rất là nhã nhặn và cực kỳ đẹp, rất là thể thao, thương hiệu Czech. Đây có cái tem UCI các bác nhé. Đây không, nó là không phải tem mà nó in luôn thẳng khung các bác nhé. Đây là một cái chuẩn quốc tế cho những chiếc xe mà đạt đủ thông số kỹ thuật để tham gia giải đấu thì nó sẽ có cái tem UCI này các bác nhé. Yên vẫn là cọc yên và yên vẫn là nguyên bản Bontrager theo xe luôn các bác. Sử dụng một bộ group, một set group Shimano 105 với 11 tầng lip và 2 tầng đĩa cho xe 11 tốc độ khác nhau, từ bộ chuyển động sau đến gạt đĩa trước, và đùi đạp trục rỗng và cặp phanh trước sau và đôi tay lắc trên này. Full hết một bộ quam lê, một set Shimano 105. Vành Cotello thì dày khoảng 4 phân các bác nhé, 45 phân. Máy ơ thì bạc đạn, máy ơ trước là bạc đạn, máy ơ sau cuối lổ các bác nhé, có cuối lổ. Các bác nghe cái tiếng lổ của những cái chiếc xe nó đắt tiền hơn, đắt tiền thì nghe nó rất là êm đúng không? Nó không bị rè rè như những cái dòng cuối trôi lổ 1-2 triệu, cuối thì nghe rất là đanh. Em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 48 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 50 cm. Thì size xe phù hợp cho bác đi từ khoảng 1m65 đến 1m75 phù hợp. Bộ chuyển động full set Shimano 105 với 11 lít và 2 đĩa cho 22 tốc độ khác nhau. Một cái bộ chuyển động mà cực kỳ là cao cấp của dòng Shimano rồi. Tất cả những ai mà chơi xe lâu năm thì có thể biết là cái bộ Shimano 105 này rất là chất lượng. Và khi cái giá bán của chiếc xe bên em đang bán là 34 triệu 800, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bỏ hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 79943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình, nhấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.